Ngọc Diệp. Xin chào quý vị, cô, chú, anh chị và các bạn thân mến. Con Ngọc Diệp chào chú. Rồi chú chào quý vị khán giả đây. Dạ, xin chào ông bà, cô bác, anh chị em trong nước và ngoài nước. Một lời chào thân thương nhất. Xin cảm ơn. Rồi chú cho quý vị cũng như là các cô sắp đến với chú biết là chú tên gì, sinh năm bao nhiêu và đến từ đâu. Thì nói chung thì tôi đủ mùi đúng là 1955 mà giấy tờ lộn thì 54 thì nó 69 tuổi. Nhưng mà giấy tờ thì 70 ha. Giấy tờ 70. Dạ. Chú trong lúc trò chuyện chú cứ nhìn thẳng vào đây nè. Rồi này, chú nói chú Mai đúng không? Dạ. Chú đến từ đâu? Đến từ Kiên Giang. Dạ. Rồi chú Mai cho quý vị khán giả biết là hiện nay tình trạng hôn nhân chú Mai ra sao? Thì tình trạng trước đây thì tôi có vợ, nói chung là cũng vì vợ chồng không có thỏa thuận, lời nói nó không có hợp lệ thì tôi với vợ tôi ly thân 15 năm, rồi vợ tôi nó mất. Dạ. Cũng buồn chú ha. Dạ. Chú cố gắng nói lớn tiếng chút xíu ha. Chú đừng có dạ, con nhỏ mà. Ông cũng quen chứ. Năm nay chú sinh 1954 theo giấy tờ thì cũng 70 rồi. Nếu mà như tuổi kia chú nói thì 69. Dạ. Thế làm lại tôi mùi phải làm với tôi con ngựa đó kệ bây giờ lỡ rồi. Dạ, sửa chi nữa cũng có 1 tuổi rồi. Dạ. Rồi từ lúc đó đến giờ chú có quen thêm người nào không? Nói chung thì cũng có tìm hiểu mà nó không hợp lệ thì chỗ người, nói chung là mình không có thống nhất với nhau. Đúng rồi, một hai người. Dạ. Nói chung là duyên chưa đến à. Dạ, duyên chưa tới. Là ở vậy luôn tới giờ luôn. Dạ. Rồi hiện nay chú Mai làm công việc gì chú Mai? Đây, hiện tại thì lên thành phố này thì mình làm coi vậy là mình giữ bãi xe. Dạ. Công việc đó nó có nặng dọc những chú? Thì hồi nói chung là không có nặng, mình chỉ coi bãi thôi. Dạ, coi bãi hả? Dạ, coi bãi. Rồi lương là nó có đủ sống không chú? Lương thì nói chung thì cũng đủ sống, cái này cũng có dư chút đỉnh 6 triệu, 6 triệu rưỡi. Dạ, cũng là... Đầu tiên vô 6 triệu sao lên 6 triệu rưỡi. À, chú làm ở đâu chú? Ở tại ngã tư Gò Mây. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi chú làm đó là chú mướn già hay là già mình luôn? Cái đó là mình mướn nhà trọ. Mướn nhà trọ ha. Yeah. Ở nhà trọ chỗ thành phố Hồ Chí Minh đó mình ở mình làm đó có mắc không chứ? Nói chung là nó tôi mướn nhà thì 1 triệu 2 một tháng. Chú ở con mình thôi. Con mình anh. Yeah. Cái công việc đó thường mình làm là theo ca hay là mình làm là sao chú? Thì mình làm theo ca, hai người bãi xe đó mình coi hai người. Thì một người thì 24 nghỉ 24. Dạ. Cứ làm 24 tiếng nghỉ 24 tiếng. Dạ, có người thay ca cũng đỡ vất vả ha. Dạ. Rồi hồi nãy chú nói là chú ở Kiên Giang đúng không? Dạ. Ở quê mình có nhà cửa gì không chú? Kiên Giang thì nói chung ở dưới thì có nhà. Rồi đi làm rồi bỏ nhà không phải hết. Ngoài ngôi nhà mình có vườn tược hay gì trồng gì không? Mình ở đó là cây đậu xe không có vườn. À, ngay mặt tiền luôn à? Ngay mặt tiền luôn. Nếu mà sau này lớn tuổi mình làm thành phố không được đó, mình về có thể mình buôn bán được ha. Dạ. Rồi chú có bao nhiêu anh chị em trong gia đình chú Mai? Nói chung gia đình là bà già, ông già trước là vô đây đó, với bà già vô đây là trước cái bà già có đời chồng trước, rồi cái bà già với ông già ông mới chết mới gặp ông già, rồi bà già có hai người chị, hai người chị gái, rồi ông già với bà già gặp nên có tên tôi, cũng như tôi có không có ai hết đó, cái đó hai người chị ghẻ. Dạ. Rồi chú với cô có bao nhiêu người con? Tôi thì nói chung hai chồng ở 28 năm được 8 người con, 5 trai 3 gái. Vừa mới qua đợt dịch rồi bị Covid-19 rồi hết rồi sao ấy, bị hậu lại chết đứa gái mới chết tháng mấy rồi ra vợ tôi chết nữa. Dạ, buồn là chồng tiếp chuyện buồn luôn ha. Dạ. Vậy là chú còn người anh con trai.
Vâng. Không, còn trai thì bây giờ 5 đứa, 2 đứa gái, nó cũng có gia đình hết. Còn Út thì nó chưa có gia đình. Yeah. Út bây giờ nó làm thì công chuyện nó cũng ổn thỏa. Tháng nó cũng 10 mấy triệu á. Rồi giờ ngôi nhà già dưới là ai ở? Chú để không vậy luôn, không ai ở hết. Để không, hồi đó thì tôi lên để không, rồi vợ tôi mới chết được rồi, điện trai tôi nó về đó, rồi nó đốt nhang mà già nó, giờ nó cũng đi làm, nó bỏ nhà không nữa rồi. Dạ, các anh chị có gia đình thì ở riêng hết rồi. Rồi, để mấy con tôi ở Sài Gòn, Bình Dương, tùm lum hết rồi, không có. Rồi, kệ đi lập nghiệp mà kiếm tiền mà, không chảy sao giờ. Rồi trong cuộc sống thường ngày chú có điểm mạnh, điểm yếu gì chú nói cho cô biết đi, các cô sắp đến đó. Thì nói chung ấy, thì điểm mạnh ấy, thì nói chung là mình làm cái gì là đâu ra đó. Thứ hai nữa là coi nghĩ là mình không có dính dấp cờ bạc rượu chè, thì nạn xã hội là dứt bát mình cũng có. Yeah. Điểm mạnh của mình vậy đó. Rồi chỉ có hút thuốc thôi, chứ còn ngoài ra rượu chè gì không có hết. Yeah. Chỉ có biết uống chút đỉnh thôi. Yeah. Có gì chú nhìn thẳng vô máy quay chú. Yeah. Chú đừng có nhìn ra ngoài để mất điểm trước các cô đó. Vậy những lúc mà chú làm công việc xong xuôi rồi á thì chú thường làm gì chú Mai? Thì mình không có trở về làm hết, mình nghỉ thôi, về nhà mình nằm thôi, nghỉ ngơi thôi. Không có gì môn nào giải trí hay là giao khoai khoản? Không có cái môn gì hết, chỉ về nhà rồi là ở nhà thôi. Về báo cũng không có đi ra uống luôn, rồi nằm ở nhà mua về rồi mình pha uống lên luôn. Này con ví dụ á, ví dụ như sau này có cô nào đó mà thích chú rồi á, mà chú cũng mến cô đó, thì chú có dẫn về ra mắt hay là mình làm một cái gì đó cho cô đó có cái danh phận gì không? Phải có chứ, cái đó là đâu đó là rõ ràng. Cái gì không biết, không biết lên đây là cái gì đó rõ ràng. Nếu bình thường thì dâu đó đồng ý thì cái đó ra mắt anh em, rồi cái gì cũng cho anh em hay chứ. Rồi với hai nữa mình cũng làm một cái bàn gì đó, rồi nó mới bàn gì cái đó tùy theo. Bên tôi thì bên đây thì chắc tôi không làm, nó bị tôi đâu còn ai đâu, có con tôi thì có lại. Còn trên đây mà bên con kia có làm thì mình tập trung chỗ thôi. Dạ, đúng rồi. Cho mấy chú quay rồi để mấy chú lại giữ cho nó vui. Để Ngọc Diệp chú quay ha. Dạ. Rồi chú có đăng ký kết hôn không? Đăng ký chứ. À trời, quá tuyệt vời luôn ha. Ừ. Không có gì, nếu mình đơn là phải đặt kết hôn, đâu có rõ ràng. Hy vọng là đợt này mình lên có duyên rồi thì mình gắn kết tới cuối đời luôn ha. Yeah. Rồi ngoài đó ra rồi thì giờ chú đưa ra cái quan điểm của mình đi, là cái cô sắp đến với chú á, là như thế nào là mới hợp với chú, ví dụ như là độ tuổi bao nhiêu? Thì độ tuổi thì nói chung đi, mình độ tuổi từ 58 tới 70 đi. Thôi 55 đi cho nó dễ ha. Dạ, 55 rồi. 55 đến 70 ha. Dạ. Yeah. Ngoài đó ra chú cần gì nữa không? Thì mình cần, nếu câu nào nữa mà đặc vụ thấy trên đời tình thương được đó, thì cách nhau thì nói chung đó, thì nửa bản đời còn lại đó, thì mình cho nó là rõ ràng. Ừ. Chú có quan trọng vùng miền không? Cái gì dùng miền nào thì nói chung thì cũng người Việt Nam mình dùng miền nào mình cũng không có ngại hết. Nhưng mà đặc dụ có cô nào cũng vậy, nếu có thương mình đó, thì đặc dụ bên tôi thấy có cơ sở làm ăn thì hỏi tôi. Yeah. Rồi nếu bên cô kia có công chuyện làm ăn thì ở bên cô kia làm ăn cũng được. Ừ. Nói chung là chỗ nào có điều kiện thì mình cứ tới đó mình lập nghiệp ha. Dạ, yeah, đúng rồi. Yeah. Rồi về phần tôn giáo sao chú? Tôn giáo thì bây giờ mình lớn rồi, bây giờ thì gạo phao đó, ai nó giữ đi. Dạ, vậy đó, dễ dàng. Dạ. Rồi chú hiện tại ở con mình là không có dướng bận con cái, rồi về phần cô đó thì chú muốn như thế nào? Thì cô đó thì sao cũng được, thấy có con không có con gì cũng được, cái đó mình không có nói tới, thì con thì mình đương mẹ phải đương mấy con. À, chú tuyệt vời người ta. Rồi tính tình cô đó là chú muốn là người dạng như là dũng dẻo hay là gì, hòa đồng hoặc là cứng rắn gì đó? Chú nói thì tính thì theo ý muốn thì nó hòa đồng, cái gì cái với mình cũng hòa đồng là trước mắt. Yeah. Rồi cái này cái gì gặp mình trao đổi thêm nữa, chứ giờ trước mắt là mình chưa biết thì mình đâu có dám nói gì. Thì mình cứ đưa ra những cái nó hơi chung chung với các cô đi, rồi yeah. Sau nào cô nào xem chú mà thấy hợp điện lại mình còn tìm hiểu thêm nhé, chứ đâu yeah. Phải là hôm nay mình lên lại cứ thấy cái là mình cứ liền đâu. Yeah. Rồi ngoài đó là giờ muốn cô đó là về nhà có biết nấu ăn không, là đó nó quan trọng lắm rồi. Không, nấu ăn thì tôi cũng không quan trọng, tôi biết nấu hết, nhưng mà nấu cho gia đình ăn, với còn đám tiệc thì tôi nấu không được, chứ gia đình là đặt được bất cứ.
cái gì tôi cũng làm được hết. Dạ. Rồi chú cũng quá trời giỏi luôn, mà nấu ăn rồi cũng được luôn nữa. Việc làm rồi ngoài đó ra chú muốn cái cô đó là gì nữa không? Thì quan điểm tôi cũng không có muốn gì nhiều, mà bây giờ đặc dụng cô nào có thương thì trên đời tình thương thì phải đâu đó cho thật lòng. Dạ đúng rồi, chú cũng phải đưa ra cái quan điểm nó cũng là hơi rõ chút xíu. Ví dụ như là cô đó công ăn việc làm như thế nào, rồi có nhà cửa không? Dạ, không, cái đó mình không nói, nhưng mà cái quan điểm là cô đó là phải thật lòng. Thứ hai nữa là đừng có tị nạn xã hội, rồi cờ bạc này nọ là thiếu đề. Thì đó thì con mới nói nó thì để chú mới đưa rõ rõ ra một chút. Nếu không thì mất công có những cô mới chú đưa chung chung á, có thể có nhiều cô điện lại rồi sau là điện thoại mình tìm hiểu thời gian không hợp rồi nó cũng không tới đâu. Rồi về phần chú thì con thấy chú làm giữ bãi xe ha. Mức lương đó thì tiền già thì cũng có 1 triệu mấy, thì dư sức chú sống rồi. Rồi sau này dụ như cô mà về nữa thì chú có tính đường tương lai chưa? Thì cũng tính tiền tương lai thì coi như nếu là có về thì mình coi như đặt cho mình kiếm chỗ mua bán thêm, mình cứ làm bởi vì mình còn sức khỏe được thì mình cứ làm chừng nào mà hết thì sức khỏe thì mình cũng có được cái phần nào dưỡng già. Thì còn sức khỏe mình cứ làm ha. Dạ còn sức khỏe cứ làm. Rồi còn gì chú cần thêm cô đó nữa không thì nên nêu rõ ra nha, để đến lúc mà xuống chương trình rồi chú nói ở ngoài thì các cô đâu có nghe đâu. Dạ. Thì cái gì điều kiện tôi là mong muốn cho tôi còn thật lòng. Tôi nói cái gì cũng phải là kề tai nói nhỏ nhau, đừng tránh chúng chặt gì thì mình cũng kề tai nói nhỏ đừng la lớn. Chú mai mình là lên Sài Gòn mình làm lâu chưa chú? Được 2 năm mấy rồi. 2 năm rồi. Rồi 1 năm mình về quê mấy lần hay là Tết mới về thôi? Năm về quê có 1 lần, có khi 3 bữa, khi 2 bữa. Thì khi mà ở Sài Gòn thì mình cũng quen ha. Rồi chú Mai thì quan điểm của chú Mai và tiêu chí chú Mai thì cũng không có gì khó hết và cũng đơn giản thôi, thì chú gửi lời gì đến các cô đi rồi chú cháu mình kết thúc ha. Thì cũng gửi lời với trước thì là các cô rồi cái gì á, nếu không biết thôi biết lên đây nghĩa Ngọc Diệp rồi thì sau đó tấm lòng mình sao nói vậy. Thứ hai nữa là những anh em nào cũng vậy, lên đây là phải cho thật tình và thật lòng. Để là coi như mình nói sao là thực hiện như vậy, chứ đừng có mà là nói bên đây là bên kia thì cái chuyện đó thì Ngọc Việt với anh em đây cũng không vui. Mình chứ còn nhiều anh em mà đã đi tới nữa. Những anh chị em nào cũng vậy, nếu mà thương thì phải thương cho thật lòng, chứ đừng có nói đàn làm ngã. Rồi hôm nay con Ngọc Việt cũng cảm ơn chú đã đến chương trình. Trước khi kết thúc video, cũng cầu chúc quý vị một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Dạ, con chào chú Mai.